Thiền là gì? Thiền là tìm ra chân tâm, lìa đi vọng tâm. Không thể thông qua vài buổi mà đã đạt được thiền định. Thiền định là tìm bên trong của chính con người của mình, không phải đạt được cảnh giới nào đó, không phải mở con mắt thứ ba hay là mở một điểm luân xa nào đó. Càng không phải thông qua một vài buổi là có thể đạt được sự tĩnh tâm. Thiền là bất khả tư nghị, không thể diễn đạt bằng lời, ví như uống nước nóng lạnh, tự mỗi người biết. Phương pháp Khải Toàn chia sẻ rất đơn giản. Mặc quần áo thoải mái, ngồi xếp bằng. Bạn có thể chân phải để lên chân trái. Hai tay bắt bảo nguyệt ấn, tay phải nên để lên tay trái. Ngụ ý chân phải và tay phải để lên là nên làm điều phải. Lưng nên thẳng vừa phải. Không gian không mùi, không nên có quá nhiều tiếng ồn, có thể mở nhạc thiền. Mắt nhắm lại, từ từ theo dõi hơi thở, biết mình thở ra, thở ra biết mình thở ra, thở vào biết mình thở vào. Chỉ cần như thế. Cái khó nhất, những người mới tập hành thiền trong một vài tháng đầu rất nhiều vọng niệm. Đa phần là điều phóng tâm, tâm luôn đi chơi ở nơi khác. Nên nếu bạn phóng tâm thì bạn hãy tập phương pháp đếm. Hít vào đếm 1, thở ra đếm 2. Hít vào đếm 1, thở ra đếm 2. Tâm của bạn trụ vào nhịp đếm. Nếu bạn là Phật tử, bạn có thể hít vào A Di, thở ra Đà Phật trong suốt buổi thiền. Nếu bạn theo đạo Công giáo, hít vào A, thở ra Men. Phương pháp Khải Tàng chia sẻ là buông xả chấp ngã, lìa đi cái tôi. Ngồi thiền, phương pháp Khải Tàng chia sẻ là phương pháp ngồi thiền đơn giản, giúp bạn có cái tâm an tĩnh. Con người chỉ có hai phần khí và huyết. Bạn điều hòa được khí thì huyết sẽ lưu thông. Tâm phải bình, thân phải động. Tâm bạn nên an bình, an tĩnh. Thân của bạn nên hoạt động để cơ thể khỏe mạnh. Và cuối cùng, sau nhiều tháng ngồi thiền, khi đạt đến một cảnh giới nhất định, tâm của bạn sẽ tỉnh, nhìn mọi người đều là Phật Bồ Tát, đâu đâu cũng là người tốt. Vì khi ấy, chính trong tâm bạn đã có Phật. Khải Toàn có một anh bạn cũng là anh gia chủ, quen khá thân. Anh Đỗ Linh Vũ vốn là người Công giáo. Cách đây vài năm, anh ấy than rằng mình rất là đau đầu, công việc quá tải. Khải Toàn mới bèn chỉ phương pháp thiền và anh ta đã làm theo. Sau tầm 2 tháng hành thiền, phương pháp hành thiền đơn giản như Khải Toàn vừa chia sẻ, anh ta bớt hẳn đi lo âu, ăn ngon ngủ ngon. Căn cơ là do đâu? Căn cơ là khi bạn quá căng thẳng, bạn chấp nhận buông xuống vọng niệm, buông xuống những gì ngoài khả năng, tự tìm cho mình sự thanh tịnh qua những buổi thiền. Mỗi ngày không phải ngồi thiền nửa tiếng, một tiếng là đạt hiệu quả. Nếu bạn ngồi chỉ cần 10 phút, mà có vài phút, một phút, vài chục giây được hoàn toàn thanh tịnh, đó là cảnh giới của thiền. Vì vậy, thiền định là một phương pháp, là một phương tiện giúp bạn tìm lại bên trong của mình, tìm lại chân tâm của mình. Chân là thật, tìm chân tâm, lìa đi vọng tâm.